Chúng ta bắt đầu đi vào học phần một lớn lý thuyết. Phần một nhỏ. Câu hỏi thầy cùng các em sẽ trả lời đó là ngẫu lực là gì? Ngẫu lực là gì? Chúng ta bắt đầu quan sát thí nghiệm sau. Ở đây thầy có hai thí nghiệm. Thí nghiệm một chính là cái vòi nước của chúng ta. Và thí nghiệm 2, thầy dùng một cái tô lô vít, tô vít đúng nhỉ? Thầy xoáy một cái ốc. Khi thầy xoáy cái vòi nước, ta nhìn đến đây ạ, xoáy cái vòi nước đó thì lúc này hai bên của cái vòi nước hai bên ở chỗ chúng ta cầm tay xoáy này đã tác dụng những cái lực những cái lực song song nhưng lại ngược chiều nhau song song nhưng lại ngược chiều nhau cái tôi viết này cũng vậy khi ta xoáy ốc xoáy ốc theo một chiều như thế này ở mũi tên chiều của em đây thế thì nó cũng tạo ra hai cái lực song song ngược chiều nhau và đặc biệt hai lực này có độ lớn bằng nhau có độ lớn bằng nhau thì hai cái lực như thế này người ta gọi là ngẫu lực nỗ lực được chưa ta suy ra kết luận đó là gì hệ hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực ở đây người ta có ba điều kiện điều kiện một song song ngược chiều điều kiện hai độ lớn bằng nhau và điều kiện ba đó là cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực đó ở đây cái vòi nước Chị tác dụng của ngỗ lực đấy song song ngược chiều độ lớn bằng nhau. Cái ốc này cũng vậy, khi ta xoáy vít, được chưa nhỉ? Đấy. Chúng ta đã trả lời xong câu hỏi ngỗ lực là gì. Vậy thì ở ngoài đời sống các hiện tượng để giải thích các hiện tượng mà thầy vừa trình bày với các em, đó là tại sao cái bánh cái chiếc bánh xe đạp này, bánh xe xe máy này, bánh xe ô tô lại phải thiết kế có cái trục đi qua đúng trọng tâm của vật mà không phải đi qua vị trí khác. Chúng ta cùng nhìn đến đây nhé. Chúng ta sang mục 2 nhỏ. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật dạng. Tác dụng của một ngẫu lực của ngẫu lực đối với một vật rắn Trường thứ nhất, trường hợp vật không có trục quay cố định. Ở đây cái bánh của chúng ta không có trục quay cố định. Giả sử lúc nó chưa lắp trục quay vào nhá. Chúng ta cùng nhìn đến đây. Thầy công cái bánh này. Khi thể quay có hai cái lực F1 F2 như thế này. Tôi mãn là ngẫu lực, ngẫu lực F1 F2 như thế này. Đúng không ạ? Khi không có trục quay, cố định này không có trục nhé thì lúc này hai cái phần phần 1 với phần 2 ở hai phía ở hai phía nó chuyển động ly tâm chuyển động ly tâm nhưng lại triệt tiêu nhau thế nên cái trục đi qua trọng tâm của vật vẫn đứng yên vẫn đứng yên thế nên cái cái này nó không không chuyển động quanh trục nhá nó có hai có ngẫu lực f 1 f 2 có ngẫu lực f 2 nhưng do không có trục quay cố định cho nên hai cái phần chuyển động làm cho vật chuyển động ni tâm